là một trong nhóm Pokemon huyền thoại được mệnh danh là mấy ông thần đèn của meta lành mạnh. Landorus có lẽ là Pokemon thành công nhất mà Game Freak từng tạo ra. Bỏ qua cái việc ngoại hình của nó từ hồi mới ra mắt cho đến nay vẫn còn gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều, thì ở trong lịch sử dòng game, ít có một Pokemon nào có thể lập được thành tích vô tiền khoáng hậu như vị thần nhà nông này. Kể từ thế hệ thứ 5 cho đến giờ, nghĩa là đã hơn một thập kỷ trôi qua, dù ở những trận đấu online bình thường hay là những giải vô địch thế giới, dù là đấu đơn hay là đấu đôi, thì Pokemon này vẫn luôn luôn khẳng định vị thế hàng đầu của mình. Mang song hệ là đất và bay, vừa có khả năng phòng ngự tốt, vừa sở hữu tầm phủ sóng tấn công rộng rãi, Pokemon huyền thoại này khá đặc biệt khi mang tổng chỉ số là 600, khiến cho ngay từ đầu nó đã có lợi thế rất lớn so với những bạn huyền thoại đồng trang lứa chỉ có tổng chỉ số là 580 mà thôi. Landorus sở hữu hai hình dạng là Incarnate và Therian với phân bố chỉ số khác nhau. Điều đáng nói ở đây là cả hai hình dạng này đều rất mạnh theo cách riêng của chúng. Nếu như anh em còn nhớ thì tôi đã từng đề cập đến sức mạnh của gia đình nhà Nidoking và Nidoqueen nhờ đặc tính Sheer Force. Giờ thì hãy nâng cấp chúng bằng cách gia tăng cả sát thương, cả sức chống chịu và tốc độ, mang đến một song hệ xịn sò hơn, cho nó thêm khả năng setup siêu mạnh bằng Nasty Plot, và thế là chúng ta đã có Landorus Incarnate. Hình dạng này sở hữu khả năng tấn công đồng đều ở cả hai mảng với 125 công vật lý và 115 công đặc biệt cơ bản. Tuy nhiên do các chiêu thức bên mảng đặc biệt của Lando combo tốt hơn với đặc tính, cho nên EV và Nature chúng ta sẽ dồn tất cả vào công đặc biệt cũng như tốc độ của nó. Vì tận dụng sát thương chủ yếu từ Staff hệ đất của mình, cho nên Landorus chẳng tội gì mà không chọn Terra hệ đất cả. Ngoài ra nó cũng có thể Terra sang hệ giác đấu để cường hóa đòn Focus Blast, giúp cho nó dễ dàng tiêu diệt bức tường phòng thủ phổ biến nhất hiện tại là Trinh Lu. Earth Power chính là chiêu Staff hệ đất tuyệt vời nhất dành cho Landorus. Đặc tính Sheer Force sẽ lấy đi hiệu ứng trừ thủ của chiêu này, nhưng mà lượng sát thương cộng thêm sẽ giúp nó gây tổn thương cực kỳ lớn cho những con trâu bò như là Necrozma Duskmane hay là Eternatus. Mang tiếng là một Pokemon hệ bay, nhưng mà Landorus lại không có một cái chiêu hệ bay nào tử tế, cho nên để đối phó với những Pokemon hệ cỏ, nó sẽ buộc lòng phải mang theo Sludge Bomb. Chiêu này cũng giúp nó thổi bay Xerneas ngay lập tức trước khi nó kịp setup. Cơ bản là ở Gen 9, Landorus đã mất đi chiêu mạnh hơn là Sludge Wave, cho nên đành chuyển sang chiêu này dùng tạm. Nasty Plot là chiêu setup vô cùng mạnh, khiến cho Landorus trở nên không thể ngăn cản. Mặc dù ở Gen 9 đã có nhiều Pokemon mang đặc tính Unaware rất mạnh, nhưng điều đó cũng không phải là vấn đề bởi vì Lando vẫn sẽ hủy diệt chúng chỉ với sát thương mặc định, dù là Crossfire hay là Skeledus, còn Dondozo thì sẽ bay màu sau đòn Grass Knot. Focus Blast là lựa chọn duy nhất của Lando để đối đầu với Chansey hay là Trinh Lu. Nếu như không có chiêu này thì khá chắc là chúng ta sẽ phải bất lực rút về thôi. Steel Rock cũng là một chiêu mà anh em có thể sử dụng để hạn chế việc đảo Pokemon của đối thủ. Taunt để chặn setup cũng như là bịt mồm những Pokemon sử dụng hiệu ứng. Rock Slide có thể hủy diệt được những Pokemon default phổ biến như là Yveltal hay là Ho-Oh. Đặc biệt là với Ho-Oh, nếu như không có chiêu Rock Slide này thì Lando sẽ gần như không thể nào đục thủng được cái lượng Special Defense siêu khủng khiếp của nó. Gravity sẽ là một lựa chọn khá lạ dị, giúp cho gần như không một Pokemon nào có thể miễn nhiễm được những đòn tấn công hệ đất của Landorus. Hiệu ứng của chiêu này cũng đồng thời giảm khả năng né tránh của các Pokemon, khiến cho Colando có thể tung đòn Sensier Storm một cách tự tin hơn. Trang bị mà Landorus Incarnate gần như chắc chắn phải mang theo là Life Orb, bởi vì nếu không mang thì hiển nhiên sẽ thiếu đam, mà đặc tính Sheer Force cũng giúp cho Lando gần như không bị rút máu bản thân từ cái trang bị này, thế thì tội gì mà không mang cơ chứ. Dù có thể làm thịt được gần hết những Pokemon tanker châu bò, thế nhưng Landorus Incarnate sẽ phải bất lực trước hai bức tường cực kỳ phổ biến là Lugia và Giratina Origin. Bọn này có thể miễn nhiễm được Earth Power, không quá e ngại Rock Slide, đồng thời sở hữu khả năng phòng thủ cực kỳ khủng khiếp. Kyogre với lượng thủ đặc biệt rất cao sẽ có thể chịu được 3 hit Earth Power và tiêu diệt ngược lại Landorus. Với tốc độ chỉ ở mức lưng chừng, nếu như không được hỗ trợ Sticky Web thì Landorus sẽ bị vượt mặt bởi khá nhiều Pokemon mạnh ở thời điểm hiện tại như là Coraidon, Zacian Ground hay là Machado. Việc sở hữu lượng phòng thủ nghèo nàn càng khiến cho điểm yếu X4 hệ băng của nó bị khai thác. Một đòn Ice Shard của Chien Pao hay là Bexcalibur có thể khiến nó bay màu ngay lập tức. Ngay cả khi Terra thành nghệ nước thì nó cũng không thể nào sống được sau một phát Freeze Dry của Iron Bundle. Tuy rằng không quá imba như dạng Incarnate, nhưng mà Landorus Therian vẫn cực kỳ hiệu quả, đến nỗi mà anh em bên Pokemon Showdown đặt cho nó biệt danh là Vua của OU. Ở hình dạng này, Landorus sở hữu mức tấn công vật lý rất cao là 145, cùng với mức tốc độ trên trung bình một chút xíu là 91, tiếp tục hứa hẹn là một Pokemon công kích vật lý vô cùng đáng sợ.
Đặc tính của nó giờ đây được đổi thành Intimidate, một trong những đặc tính mạnh mẽ và khó chịu bậc nhất, giúp cho mỗi lần được tung ra, nó sẽ ngay lập tức giảm một bậc công vật lý của đối thủ trên sàn. Nhờ có đặc tính và song hệ phòng thủ tốt, thế cho nên ngoài việc dồn mọi thứ vào tấn công, Landorus Therian còn có thể đóng vai trò một Pokemon Pivot kiểm soát thế trận vô cùng tuyệt vời. Hệ Terra cho Pokemon này sẽ là những hệ tăng khả năng phòng thủ, giúp cho nó có thể bay ra bay vào sân dễ dàng hơn, như là hệ nước hoặc thép để kháng băng và nước, hoặc là hệ tiên đơn giản là để nó có ít điểm yếu nghiêm trọng hơn. Terra hệ bay cũng giúp cho Lando có thêm cái staff hệ bay tử tế đến từ chiêu Terra Blast. Natures và EV dành cho Pokemon này sẽ được sử dụng linh hoạt tùy vào lối chơi của anh em để nó mang thiên hướng công kích hay là phòng ngự. Chiêu thức tấn công đầu tiên thì giống như mọi Pokemon hệ đất chuyên tấn công vật lý khác, đó là Earthquake. Với 145 công vật lý cơ bản thì đòn Earthquake của Landorus sẽ có sát thương vô cùng lớn. Tiếp đến sẽ là U-turn, chiêu này sẽ cấu một chút máu, đồng thời giúp cho anh em đảo ra đồng đội có thể kháng được đòn đánh của đối thủ, gia tăng áp lực cho đối phương. Những đối thủ vốn được tung ra để kháng Earthquake, ví dụ như là Dragonite chẳng hạn, sẽ phải ngậm ngùi rút lui khi mà Chain Power ngay lập tức được tung ra. Bên cạnh đó thì cái việc bay ra bay vào nhiều lần cũng giúp cho đặc tính Intimidate của Landorus được kích hoạt nhiều lần hơn, gây ảnh hưởng lớn hơn cho đối phương. Tận dụng khả năng phòng thủ tốt, Landorus có thể dễ dàng thả Steel Rock, khiến cho những đối thủ đảo ra đỡ đòn của nó cũng sẽ vô cùng áp lực. Grass Knot cũng tận dụng được cái lượng công đặc biệt kha khá, giúp cho Lando có thể 1-2 hit những đứa như là Dondozo hay là Grotusk. Stone Edge để tăng tầm vũ sóng, giúp cho nó đánh những Pokemon hệ bay hay là hệ bọ. Còn Terra Blast hệ bay sẽ là lựa chọn staff hệ bay duy nhất của con này. Một số chiêu bổ trợ khác như là Short Dance có thể biến Landorus thành nguồn sát thương chính của team, hoặc là Taunt có thể block những con Corviknight định nhảy ra sân để defog. Trang bị thường thấy nhất của Landorus Therian sẽ là Leftover để bù đắp cái việc nó không có khả năng phục hồi. Rocky Helmet để sát thêm muối cho những tay đấm vật lý vốn đã rất khổ sở vì Intimidate. Choice Scarf giúp cho nó nhanh hơn hầu hết những Pokemon chưa tăng tốc ngoại trừ Regieleki hay là Assault Vest để cường hóa nốt cái khả năng phòng thủ đặc biệt cũng vô cùng hữu dụng. Landorus Therian cũng được sử dụng vô cùng rộng rãi trong mảng đấu đôi. Ở chiến trường này thì đặc tính Intimidate của nó lại càng giá trị hơn khi mà có thể đe dọa được hai đối thủ cùng một lúc và chiêu Earthquake cũng sẽ tấn công được cả hai đối thủ luôn. Cơ bản thì những set mà Landorus sử dụng cho hai đấu trường này cũng không khác nhau là mấy, từ trang bị cho đến chiêu thức cơ bản. Chỉ khác là trong đấu đôi thì chiêu Steel Rock sẽ không có hiệu quả lắm và thay vào đó thường sẽ là Protect. Thế nhưng đôi lúc anh em sẽ muốn dùng Choice Band để đánh đau hơn, Scarf để đánh nhanh hơn hoặc là Assault Vest để củng cố thủ cho Lando thì lại không sử dụng Protect được. Khi đó thì chúng ta sẽ có những lựa chọn khác như là Stomping Tantrum để làm một chiêu Staff hệ đất không gây tổn hại đến đồng đội. Chiêu này thì nói thẳng ra là yếu, nhưng đấy là cái chiêu thức hệ đất đơn mục tiêu duy nhất mà Lando có. Và nó cũng mới chỉ có chiêu này vào Gen 9 thôi, chứ trước kia nó buộc phải dùng Earth Power còn thảm hơn rất nhiều với sức công đặc biệt bèo bọt của mình. Bên cạnh đó thì Rock Slide là một trong những chiêu tuyệt vời nhất trong đầu đôi. Không chỉ có độ chính xác cao hơn Stone Edge, chiêu này còn có thể đánh trúng cả hai đối thủ và có tận 30% khả năng gây choáng trên mỗi mục tiêu. Cái con số 30% này trông thế thôi, nhưng mà nó thường thay đổi tình thế của cả một trận đấu đấy. Mang tiếng là một Pokemon hệ bay, nhưng mà bởi vì không sở hữu staff hệ bay nào ra hồn ngoài Terra Blast, cho nên Landorus Therian sẽ phải bất lực trước những Pokemon hệ cỏ châu bò như là Tangrowth, Amoongus hay là Rillaboom. Nhất là Rillaboom khi mà con khỉ đột này có lượng thủ vật lý rất là cao, khả năng tạo sàn cỏ khiến cho sát thương của chiếu Earthquake còn bị giảm thêm một nửa, gây ra bất lợi rất lớn cho Landorus. Lượng thủ đặc biệt chỉ ở mức trung bình của Lando có thể dễ dàng bị khai thác bởi những Pokemon sở hữu công đặc biệt cao như là Chiyu, Fluttermane hay là Enamorus. Urshifu liên kích có thể mặc kệ Intimidate và sử dụng chiêu Surking Strike luôn luôn chí mạng để dọn dẹp Lando một cách dễ dàng. Corviknight và Scamori thì khi bị dính Taunt vẫn có thể đứng đấy và đua PP với Landorus. Vì cơ bản, Lando cũng chẳng đe dọa gì được hai cái con chim sắt này và khi đó chính nó mới là đứa phải rút về. Cơ bản thì đấy là một video biết đến beta mà tôi chỉ nói chi tiết hơn về một Pokemon là Landorus. Đây là một Pokemon rất mạnh và kiểu chiến đấu của nó thì muôn hình vạn trạng, cho nên chắc chắn cái video 10 phút này nó chả thấm vào đâu cả. Cơ mặt cái này thì tôi sẽ để cho anh em tự trải nghiệm và tự chia sẻ kinh nghiệm của mình dưới phần bình luận thôi. Chứ nói hết ra như cái ông Forswipe thì video dài cả tiếng vẫn chưa đủ. Dù sao thì vẫn cảm ơn anh em đã chú ý đến video này cũng như là theo dõi hết nó. Tôi sẽ hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.